Xin chào các bác. Hôm nay em có mấy cái giò nhất điểm hoàng. Hàng này hàng mới ghép, nhưng mà ghép bốn xung quanh rất là đẹp. Một giò này, cái giò đầu tiên này là em bán 200.000. Giò này rất là to. Ghép bốn xung quanh 200.000 nhá. Hàng mới ghép nhưng mà họ ghép rất là đẹp. Toàn thân tơ đây nhá. 200.000 cái giò to này. Đến các cái giò này thì em bán 170.000 này. Giò này 170.000, đồ của mẹ con nó đi ra đấy. Giò này là 170.000. Cũng bốn xung quanh. Tiếp đến giò này. Cũng 170.000 nhá. Đều bốn xung quanh hết, rất là đẹp. Đi ra này. Đánh. Ôi dồi ôi, con quay à? Đây, giò này. Ra thì miệng em. Giò này 170.000 nhá. Hàng mới ghép hết các bác ạ. Nhưng họ ghép rất là đẹp. 100% thân tơ luôn. Không có thân giả. Ghép bốn xung quanh. 170.000 giò thứ ba. Giò thứ tư cũng 170.000. Rất là dày đẹp. Giò thứ năm. Cái giò này đều như nhau hết. Đều như nhau. Cũng 170.000 nhé các bác nhé. Bốn xung quanh. Các bác. Rất là đẹp. Hàng mới ghép nhưng mà ghép toàn thân tơ, rất là đẹp. Về các bác vụ tới này, sau Tết này được chơi hoa. Bởi vì có nhiều thân nhỏ là có nhiều thân kẽ lá nó đang chuẩn bị nứt nụ rồi đấy. Nhất điểm hoàng các bác nhé. Hoa giống bông hoa nhựa, rất là đẹp, bông rất là đẹp. Về thời sau Tết là được có hoa luôn đấy. Những loại này này. Sau đó các bác thuần tiếp. 170.000 một cục nhé. Em có tất cả 2, 4, 6. Có một cục là 200.000 và một cục kia nhỏ là bằng dớn thì là 150.000. Còn các cục bằng gỗ, các cục còn lại đều là 170.000 hết. 170.000 nhé. Toàn bộ là thân tơ. Ghép bố xung quanh. Ôi đá. Sao lại đá hỏng tay lại thế. 170.000. Hình này cũng thế. 170.000 các bác. Đá. Chiều dài của nó là 1 này, 40 phân. Các cục này từ chiều dài là 40 phân nhất, cái chiều cao ấy. Chiều cao là được 40 phân. Không. Ghép bốn xung quanh. Ủa đau. Giò nào ghép cũng đẹp. Con đừng đá thế, đau chân. Ngố. Đây có một giò cục dớn này, ghép vào dớn. Là 150.000. Giò này ngắn hơn một chút, giò này được 35 phân. 150.000 giò này nhé. Hôm nay em có một ít cái nhất điểm hoàng. Nhìn thì cực kỳ đẹp. Rất là đẹp, họ ghép rất là dày. Nhiều thân tơ. Có cái giò đầu tiên là 200.000 cả nhà nhé. Bác nào mà thích cái dòng này thì ủng hộ nhà em. Em xin chào và hẹn gặp lại các bác.